Trong đoạn clip 30 giây, một người phụ nữ áo trắng đóng vai chủ tịch hỏi thăm từng nhân viên. Khi đến gần một cô gái đóng giả đến từ Đà Nẵng, vị chủ tịch này lại rút tay lại. Nhóm người sau đó còn hùa nhau đuổi cô gái đóng giả ở Đà Nẵng ra ngoài và xịt thuốc sát khuẩn. Đoạn clip này được một tài khoản mạng xã hội đăng tải trên trang cá nhân và ngay lập tức nhận được các phản hồi. Em à, sao lại kỳ thị người dân Đà Nẵng được? Chúng tôi là nạn nhân trong đại dịch. Chiêu trò để nổi tiếng bán hàng cho dễ đây mà. Trước khi làm sao không đặt câu hỏi là mình làm vậy đúng không? Có xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào không? Ngày 28 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị xử lý theo quy định. Theo đó, nội dung clip có dấu hiệu kỳ thị người dân Đà Nẵng trong bối cảnh người dân toàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang tập trung phòng chống dịch COVID-19. Theo Nghị định số 15/2020, những hành vi trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ. Ngoài cái việc xử lý hành chính thì có một cái hành việc xử lý, đó là phải xử lý hình sự với cái hành vi này. Nếu muốn xử lý hình sự thì các cơ quan tố tụng, ở đây cơ quan công an phải tiến hành điều tra, xem xét, xác minh cái hành vi của cô gái đấy có cấu thành tội phạm hay không. Thì tùy theo cái mức độ hành vi và tội phạm thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo chuyên gia tâm lý, hành vi chia sẻ những clip thế này sẽ gây ra hậu quả lan truyền. Có rất nhiều người cũng đang ở trong cái tâm trạng giống như các bạn, đấy là họ cũng hoang mang, họ cũng thất vọng, họ cũng cảm thấy là ấm ức và sợ hãi. Thế nhưng mà họ tiếp cận với cả những cái thông tin này thì ngay lập tức là họ có xu hướng là tin luôn theo những cái tư duy sai lầm của chính các bạn. Họ cũng sẽ có xu hướng là đổ lỗi cho những cái người ở một cái vùng miền nào đó. Virus SARS-CoV-2 lây truyền theo cấp số nhân. Và nếu những tin tức tốt, những chia sẻ tích cực được lan truyền nhanh và rộng rãi như vậy, thì đó sẽ là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ gửi tới những người ở tuyến đầu chống dịch, giống như chúng ta đã từng làm được.